Xin chào tất cả anh em. Hôm nay chào mừng anh em đến kênh xe 24 giờ của mình. Thì mình hôm nay giới thiệu cho anh em chiếc xe gì? Chiếc xe hôm nay mình giới thiệu cho anh em chiếc xe Hyundai Tucson bản máy dầu, bản đặc biệt anh em nhé. Thì bản máy dầu bản đặc biệt này đang bán với giá trên thị trường bao nhiêu và đại lý mình đang bán với cái giá là bao nhiêu? Mình và các tính năng của nó đây. Chiếc xe 2020 này khác 2019 điều gì? Và mình xin phép mình trình bày cho anh em. Cái thứ nhất là về phần giá đi. Giá thì bản 2020 mình đang bán với trên thị trường, mình đang bang bán giá niêm yết, thứ nhất là niêm yết về nhà máy đi là 940 triệu anh em nhé. Nhưng mà đại lý trên thị trường đang bán bao nhiêu? Thị trường đang bán với giá bản 2020 là 915 triệu đến 920 triệu anh em nhé. Còn riêng bên đại lý mình thì đang bán với cái giá như nào? Bên đại lý, riêng đại lý mình thì đang bán với cái giá là, anh em không thể tưởng tượng được, cái giá đấy là mình đang bán là 905 triệu mà còn có khi được giá được tốt hơn. Anh em để được giá tốt hơn thì anh em cứ gọi điện cho mình qua góc dưới bên trái màn hình anh em nhé. Góc dưới bên trái màn hình. Đấy, để được giá tốt nhất, mình khẳng định luôn, bên mình đang bán giá tốt nhất thị trường. Đang bán giá là 905 triệu. Xe sản xuất 2020 anh em nhé. Đó. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái tính năng của chiếc xe. Thứ nhất là về phần mặt lưới ca lăng của xe Tucson máy dầu đây. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế hình lục giác anh em nhé, vẫn ngôn ngữ thiết kế của Hyundai thôi. Đấy, lục giác với dạng là dạng thác nước anh em nhé, rất nhiều thanh nẹp chrome luôn. Đó, nhìn chốc xe, chiếc xe của bạn, các bạn anh em đây thì rất là sang trọng, tinh tế. Đấy, mình giới thiệu luôn về cụm đèn thì nó là đèn full LED anh em nhé, đèn LED anh em nhé. Đó, đèn LED này, full LED luôn này. Có cả đèn pha tự động anh em nhé, đèn pha tự động đấy. Đó, nó cũng ngôn ngữ của cái thiết kế của cái đèn thì nó giống chung các cái thiết kế khác, nó từ đầu xe đến sườn xe anh em nhé. Còn đây là phần cụm đèn sương mù, đèn sương mù anh em nhé. Cụm đèn sương mù là đèn halogen, có cả đèn led ban ngày đây anh em nhé, và đèn led ban ngày đây, nhìn rất sang trọng luôn, mình chỉ cần bật để lổ lên nó sẽ sáng thôi. Đó, và rất mặt trước thì nó được dập lõi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe của bạn cảm giác rất là chắc chắn và khỏe mạnh luôn anh em nhé. Ở đây mình sẽ giới thiệu về phần sườn xe. Sườn xe của Tucson bản máy dầu bản đặc biệt này thì nó vẫn được dập lõi rất là cứng cáp luôn anh em nhé. Đó, còn đây là giới thiệu luôn anh em về bánh xe. Xe của Tucson đây, Tucson bản máy dầu bản đặc biệt thì vành của nó đang là vành 18 inch anh em nhé. Vành 18 inch, vành đúc hợp kim nhôm, vành đúc hợp kim nhôm. Đấy, đa chấu, nó phanh trước đều là phanh trước và phanh sau đều là phanh đĩa hết anh em nhé. Treo cầu trước là treo mắc version và phía treo sau là treo liên kết đa điểm, thì giúp cho chiếc xe rất là cứng cáp và chắc chắn luôn trên đi trên đường. Đó, bản Tucson thì lại không có cảm biến áp suất lốp anh em nhé. Đấy, mình lại có điều lạ là không có cảm biến áp suất lốp anh em nhé. Đó, ok, mình sẽ giới thiệu với cả anh em về gương chiếu hậu thì cùng màu thân xe, gương chiếu hậu thì cùng màu thân xe anh em nhé. Tích hợp luôn trên gương chiếu hậu đó là đèn xi nhan bằng dạng đèn led anh em nhé, nhìn rất là sang trọng đó. Ngoài ra thì nó có các cái tính năng, ví dụ như là chỉnh điện, gập điện, tự động gập điện khi mà tắt máy anh em nhé. Đó, đây, tay nắm cửa mạ chrome anh em nhé. Đó, tay nắm cửa mạ chrome trên cho cả bốn cánh cửa luôn. Đó, đây, anten thì là anten dạng vây cá rồi anh em nhé. Đó, giá lóc, giá trên dây thì có giá lóc hai thanh anh em ạ, giá lóc hai thanh, cửa sổ trời toàn cảnh anh em nhé, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Còn đây là giới thiệu với cả anh em về đuôi xe thì đây, bản Tucson đây, đây là giới thiệu với cả anh em về đuôi xe. Đó, đôi xe thì nó vẫn với đèn halogen anh em nhé, từ nó kéo dài từ phần
sườn xe cho đến phần đuôi xe đây. Đó. Đó. Đây. À, có cảm biến lùi bốn góc anh em nhá, bốn mắt anh em nhá. Có nếu mà có để có cảm biến lùi bốn mắt này và có cảm biến góc trước này, chỉ có dành cho bản 1.6 turbo thôi mới có được cảm biến góc, cảm biến trước anh em nhá. Ngoài ra thì nó có cả camera lùi. Đây. Camera lùi. Tích hợp luôn anh em nhá. Chưa có camera 360 độ đâu anh em ạ. Đó. Đây. Còn bên sau thì có cảm biến, có cả gạt mưa phía sau anh em nhé. Giới thiệu với cả anh em, đây là mức tao nhiên liệu của xe Tucson máy dầu đấy anh em nhé. Mức tao nhiên liệu đấy của bản này thì trong đô thị là có 7.9 thôi anh em nhé. Có 7.9 thôi dành cho xe trong đô thị, và ngoài đô thị đi đường trường nó khoảng 5.47 anh em nhé. Và kết hợp là 6.37, anh em thấy tuyệt vời không? Đối với máy dầu rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Mình sẽ mở cốp xe lên cho anh em xem nhé. Đó, cốp là cốp điện anh em nhé. Cốp là cốp điện. Đấy, cốp của Tucson này thì xe bản 5 chỗ này mình rất dài và rộng, và rộng như này. Thì đang để cốp rất rộng luôn anh em nhé. Mà ngoài ra mình có thể là gập xuống được, gập phẳng xuống được nhá. Gập 60-40 cho cái hàng ghế thứ hai thì rất là rộng luôn. Đó. Anh em nhìn thấy không? Rất rộng luôn. Đây, mình sẽ mở luôn lốp sô cua lên cho anh em xem luôn. Đây. Lốp sô cua đây. Lốp sô cua thì giống như là bốn chiếc lốp xe đang đi bình thường, nó không phải là răng sắt giống như một số các phiên bản khác anh em nhá. Này, ngoài ra thì có bộ đồ tháo lốp này. Bộ đồ tháo lốp này. Kích này. Kích đây anh em nhá. Đó. Đây, mình sẽ thử mình sẽ thử hạ xem là cái nó sẽ dài rộng như này cái cốp này anh em nhé. Anh em nào lấy mà chở đồ thì xem là nó có để thoải mái được hay không, mình sẽ mở cho anh em. Đây anh em ơi, mình vừa nãy gặp hàng ghế thứ hai rồi anh em nhé. Anh em thấy thế nào, rộng không, thoải mái chưa? Bác nào mà có muốn thì bỏ luôn cái thanh để đồ này, thanh đồ này, cái chắn đồ này thì quá rộng luôn cho anh em luôn. Mình thấy còn rộng hơn cả một chiếc xe bán tải luôn anh em nhé. Rộng hơn luôn một chiếc xe bán tải luôn. Bác nào mà muốn mua xe bán tải có khi anh em phải suy nghĩ lại đi. Ok chưa? Rộng chưa? Thích chưa? Đó, mình sẽ giới thiệu về phần nội thất cho anh em xem nhé. Ok. Đây, rồi giới thiệu cho anh em về nội thất của chiếc xe Tucson máy dầu. Và đặc biệt thì nếu mà anh em nào mà người kỹ tính, người khó tính về tất cả các tính năng về một chiếc xe, hay tính năng an toàn, hay là về thiết kế, thì có lẽ đây là sự lựa chọn mà ít người có thể là từ không hài lòng về chiếc xe như này. Anh em nhé, không hài lòng nhé. Nếu mà anh em nào mà không hài lòng về cái nội thất như này thì mình rất là buồn. Nhưng mà thực tế là chiếc xe này mình đánh giá là từ thiết kế của nó một cách thay đổi năm 2019-2020 này thay đổi cách rất là nhiều luôn rồi. Đấy, thứ nhất là về nội thất của nó là thất màu màu kem và kết hợp với màu đen anh em nhé. Đây, ghế thì ghế là ghế chỉnh điện 10 hướng anh em nhé, chỉnh điện 10 hướng đây. Đó. Chỉnh điện 10 hướng, chất liệu thì là ghế da rất sờ, rất mềm, ôm và chắc chắn anh em nhé. Rất sướng luôn. Đó. Còn giới thiệu với cả anh em về cái vô lăng. Vô lăng thì là vô lăng chỉnh cơ 4 hướng gật gù lên xuống. Và vô lăng này là vô lăng bọc da 3 chấu anh em nhé. 3 chấu anh em nhé. Sờ chất liệu da rất sướng, rất ngon luôn. Sờ rất mềm luôn anh em nhé. Ngoài ra thì nó có các cái nút bấm nào ở trên vô lăng, mình giới thiệu luôn cho anh em luôn. Nút đây là đàm thoại rảnh tay này. Đó. Còn đây là nút điều chỉnh âm thanh này. Đàm thoại rảnh tay trên đây này. Cruise control này. Anh em nhé, cruise control là ga tự động đấy. Và rất nhiều các cái nút bấm khác nhau. Anh em nhé. Nó tích hợp trên vô lăng này luôn, rất là tiện lợi để mình sử dụng.
Đây, ngoài bên này thì có cái nút như nào. Đây là nút điều chỉnh góc chiếu này, góc đèn này, chân trượt này, auto hold này, tự động phanh, phanh tự động này, hệ thống bật tắt, hệ thống cân, hệ thống chân trượt xe anh em nhé. Đó. Còn đây là giới thiệu với anh em về phần bên cánh cửa. Cánh cửa thì là có chế độ là auto. Đây auto anh em nhé. Auto là gì? Là tự động cụp gương khi mà mình bấm chìa khóa đóng cửa. Ok, là tự động sẽ cụp gương anh em nhé. Ngoài đây là nút điều chỉnh mặt gương, gồm có bốn hướng. Bốn hướng đây nhá, em điều chỉnh bốn hướng đây. Ngoài ra thì đây là cái khóa kính rồi, chắc em nào cũng biết rồi đúng không? Ngoài ra thì đây là các cái nút điều chỉnh kính của bốn cánh cửa. Nhưng mà riêng duy nhất của cánh cửa ghế lái thôi là có auto này là gì? Là tự động lên và tự động xuống và tự động chống kẹt luôn anh em nhá. Chống kẹt tự động luôn anh em nhá. Đó. Và ngoài ra ở phía dưới này có cái ốc để đồ để thoải mái luôn, rất rộng rãi luôn anh em nhé. Cánh cửa này thì nó cũng là nội thất màu be. Đó. Ok, giờ thì mình sẽ vào bên trong để mình sẽ cho anh em xem một cách cụ thể hơn, đầy đủ hơn. Đó. Đây là chìa khóa thông minh này anh em này. Chìa khóa thông minh đây anh em nhé. Mình chỉ cần đạp chân phanh, bấm một lần, nó là chìa khóa một chạm anh em nhé, là tự động sẽ để lỗ thôi. Mình sẽ bật on lên. Giờ bật on sẽ phải bật hai lần. Đó. Đấy. Mình sẽ giới thiệu với cả anh em về đây là màn hình DVD, màn casino. Đây không phải màn hình DVD anh em nhé, màn hình thôi, màn hình cảm ứng thôi, không có DVD đâu, nó chỉ có nó có, nhưng mà nó lại có kết nối Bluetooth, nghe nhạc FM AM, kết nối USB AUX anh em nhá. Nó là dạng lồi. Đó, nó là dạng lồi. Thì ngoài ra thì tích hợp trên đấy nó có cái gì đặc biệt? Nó có định vị rồi anh em nhá. Nó có định vị lên là anh em nào đi muốn đi đâu, muốn làm gì hay là muốn đi tới đâu thì nó sẽ anh em muốn nó chỉ đường, nó sẽ đầy đủ cho anh em. Đó, anh em nhá. Có định vị rồi, đây mình chỉ cần vào tìm kiếm lộ trình nào đấy là sẽ ra được chưa. Nó là màn hình cảm ứng, nhưng mà cảm ứng thì nó vẫn có tích hợp các nút phím cơ. Đây cho anh em các phím cơ đây, các phím cơ này nếu mà anh em nào mà đang bận lái xe thì anh em mình muốn sử dụng các phím cơ cho nó nhanh hơn thì đây có rất nhiều các nút phím cơ, bật âm thanh đây, các thứ đây. Đây anh nhá, map là bản đồ này. Đấy. Chưa? Mình giới thiệu với cả anh em về tiếp theo là các cửa gió điều hòa. Thì xe này thì có rất nhiều cửa gió điều hòa anh em nhé. Đó, nhìn chưa? 1, 2, 3, 4, 5 cửa gió hàng, 5, 6 cửa gió hàng ghế đầu tiên anh em nhé. Rất mát luôn, thổi gió rất nhanh luôn. Và hàng ghế thứ hai thì nó cũng có cửa gió hàng ghế thứ hai anh em nhé. Đó, đó nên là điều hòa anh em đi rất là nhanh luôn. Ok, mình sẽ giới thiệu với các anh em về hệ thống điều hòa. Điều hòa là điều hòa tự động anh em nhé. Mình sẽ giới thiệu đây này, hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa tự động hai vùng độc lập nhau anh em nhé. Hai vùng luôn đấy. Chưa? Đấy. Thì đây là các nút bấm, ví dụ là bật tắt điều hòa này. Đây là to nhỏ này, anh em chưa? To nhỏ tốc độ gió này. Đấy, bật tắt điều hòa đây. Xây kính trước này, xây kính sau này, lấy gió trong này, lấy gió ngoài này. Ok chưa? Anh thấy em thấy tuyệt vời không? Đó. Mình giới thiệu luôn anh em về các nút ở phía dưới này thì có cái gì? Xe này có gì đặc biệt nào? Thứ nhất là đây là có tẩu thuốc lá này. Tẩu thuốc lá, ok chưa? Một số hãng xe là người ta bỏ tẩu thuốc lá rồi đấy. Ngoài ra thì đây có nút AUX là thiết bị ngoại vi, kết nối thiết bị ngoại vi anh em nhé. USB. Đây là cổng điện. Đó. Ngoài ra thì bản này là có cái gì? Có sạc thông minh IQ anh em nhé, sạc thông minh IQ đây. Mình chỉ cần đặt lên chiếc điện thoại lên là ok, sạc được anh em nhé. Ok, mình sẽ giới thiệu về cần số. Đây là hộp số tự động. Bản máy dầu này là hộp số tự động 8 cấp anh em nhé. Hộp số tự động 8 cấp. Đó.
Là cần số, là cần số thẳng, không phải cần số zigzag. Nên là cần số thẳng thì anh em phải bóp ở đây, mình bóp đây, có thể di chuyển được. Được chưa? Anh em phải bóp thì mới di chuyển được. Đó, phải bóp vào. Ok, được chưa? Đây, giới thiệu anh em về phần nữa giữa. Đây là các cái nút. Bàn này thì nó không phải là phanh phanh cơ, mà nó là phanh điện, phanh tay anh em nhá. Nó là phanh phanh điện anh em nhá, phanh dừng ấy, nó là phanh điện. Có auto hold này, gạt rồi là most driver, nó có ba các cái chế độ này. Chế độ lái là gồm có các cái chế độ lumen bình thường này, chế độ eco này, chế độ sport này, có ba chế độ anh em nhá. Ngoài đây thì nó có cái gốc thay đồ này, chắc là để tọc thuốc lá, để tàn thuốc lá anh em nhé, cháu nghĩ để tàn thuốc lá hợp lý nhất. Ok, thì gồm có, à đây nó còn có thêm được cái hỗ trợ đổ đèo nữa anh em nhé, hỗ trợ đổ đèo này. Đó, này mình sẽ quay luôn cho anh em cái hộp đồ của nó, để đồ rất rộng rãi luôn. Đó, để đồ chưa, có hai ngăn này, anh để tài liệu hay để cái gì đấy thì tùy anh em. Chưa, mặt này cũng là mặt bọc da, bọc da anh em nhé, bọc da sờ rất là mềm mềm. Ok, mình sẽ giới thiệu với cả anh em về màn hình hiển thị đa thông tin. Đây, màn hình hiển thị đa thông tin của một chiếc xe trị giá là 940 triệu của nhà máy đang bán, và đại lý mình đang bán với giá là 905 triệu anh em nhé, giá gần 1 tỷ. Nhưng mà cái màn hình thị đa thông tin thì mình đánh giá với ánh sáng của nó là không được đẹp và khá là đơn giản anh em ạ. Nó chỉ là ánh sáng trắng và thêm một số cái ánh sáng màu đỏ thôi, nó không quá nổi bật. Nhưng mà thôi, nó đầy đủ các thông tin là được rồi anh em nhé. Thứ nhất đây là vòng tua động cơ này, màn hình điện hiển thị đa thông tin này, công tơ mét này. Đấy, biểu thị xăng này, nhiệt độ ngoài trời này, tất nhiên nhiều các thông tin khác nhau anh em nhé. Đấy, mình sẽ giới thiệu với anh em về phần đây, điều khiển hệ thống đèn. Thì đây là đèn tự động đây nhá, chế độ auto anh em nhé. Anh em nhớ là auto là gì, là tự động bật đèn khi vào trời tối này, vào hầm tối này. Nói chung là cứ có khi vào chỗ nào tối thì nó sẽ sáng lên. Còn khi mà sáng lên thì ngoài trời nó sáng lên thì tự động sẽ tắt đi anh em nhé. Đó, lên là bình thường, mình lên để chế độ auto. Theo mình thì anh em nên để chế độ auto. Được chưa? Đấy, còn ngoài ra thì rất nhiều các nút bấm khác nhau nữa thì thôi anh em về cho anh em mình sẽ giới thiệu sau cho anh em. Ok, giới thiệu với cả anh em đây là gạt mưa. Gạt mưa thì bàn này thì nó cần gạt mưa đây anh em nhá. Đấy, nó có rất nhiều các cái nút điều chỉnh gạt mưa, 5 lớp điều chỉnh luôn anh em nhé. Rất thoải mái luôn, anh em có thể rất nhiều cấp độ khác nhau, bật tắt tốc độ cao hay cái gì đấy. Ok, còn đây là giới thiệu luôn cho anh em, đây là có chữ M là gì. M này là chống chói tự động anh em nhé. M lộn ngược cái này, chữ V kép này, mình gọi M lộn ngược đi. Đấy là hệ thống chống chói tự động anh em nhé. Đây, mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em về đèn, cụm đèn ở phía trần như nào. Đây, thì chắc là đơn giản thôi, ánh sáng màu trắng anh em nhé. Nó ánh sáng trắng đấy, không phải ánh sáng đỏ như một số màu kia đâu. Nó là đèn LED anh em ạ. Đây, này nữa, cục để đồ này, để kính hoặc để tài liệu gì đấy thì tùy anh em ạ. Để. Còn đây là cửa sổ trời toàn cảnh anh em nhé. Đây, đó, chưa? Nó sẽ tự động mở ra. Đó, anh em chưa? Cửa sổ trời toàn cảnh luôn, tôi đã thỏ tay lên trời luôn. Thoáng không ạ? Khi nào mà trời không mưa, trời thoáng không bụi bặm, anh em kéo lên hoặc đi trời tối đi chơi, đứng cho trẻ nhỏ đứng lên rất sướng luôn anh em nhé. Đó, mình chỉ cần kéo mà gài thôi là nó tự động nó sẽ kéo lại. Chưa? Đèn tự động. Đó, mình sẽ giới thiệu với cả anh em về hàng ghế thứ hai của xe Tucson máy dầu này. Thì hàng ghế thứ hai là có gì, xin mời anh em.
Đây anh em ơi, mình sẽ giới thiệu với cả anh em về hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai thì Túc Sơn thì nó có gì đặc biệt? Mình chỉ đặc biệt duy nhất nó chính là rất là rộng rãi, thoải mái. Anh em nào mà ngồi thì chắc là rất là rộng luôn anh em nhé. Ghế thì nó vẫn là ghế da. Nó có điều chỉnh được hay không mà nó sẽ gập được là 60-40 anh em nhé, mà không thể điều chỉnh kéo lên kéo xuống được. Đó, chỉ gập ghế được thôi và gập 60-40 anh em nhé. Bên em cửa thì có gì không? Có nghĩa là nó cũng chỉ là cả hạ kính thôi và các hốc để đồ, rất là đơn giản anh em ạ. Bản hàng ghế thứ hai này nó có cái gì nữa? Nó có thêm cái cửa gió hàng ghế thứ hai này. Có hai cửa gió này để cho anh em nào mà hàng thứ hai là muốn mát nhanh hơn, điều hòa nó sẽ nhanh hơn thì có lẽ là rất là tiện lợi cho anh em nhé. Và đặc biệt thêm được cái gì nữa? Nó thêm được cái cổng sạc điện thoại đây. Màu xanh anh em nhé, màu xanh rất sang trọng luôn, rất đẹp luôn anh em nhé. Nếu anh em nào mà thích sử dụng điện thoại mà không có cái đầu cắm sạc thì có lẽ đây là rất là tuyệt vời rồi anh em nhé. Ok, mình sẽ quay cho tổng thể của hàng ghế đầu tiên như nào để cho anh em xem lại. Đấy, ok chưa? Đó, anh em nhìn thế nào, thiết kế nào, rất đầy đủ, hiện đại và rất là tiện nghi, đầy đủ các tính năng luôn. Đó, chưa? Đó, anh em nhìn nào, ok chưa? Ok, mình sẽ xa quay ra phần bên trong động cơ thì có những cái gì anh em nhé. Anh em ơi, đây là động cơ của xe Túc Sơn máy dầu anh em nhé. Động cơ 16 van. Đấy, động cơ 16 van anh em nhé. Đây, động cơ máy dầu đây. Thì động cơ này thì đang là sử dụng động cơ 2.0 CAD anh em nhé. Đấy, với dung tích xi lanh thì là đang là 1.995 thì chuẩn hơn. Đấy, công suất cực đại con này thì công suất cực đại con này đang là 1.185 Nm trên 4.000 vòng trên phút anh em nhé. Và moment xoắn cực đại là 402 Nm trên cho 2.750 vòng trên phút. Đấy, con này dung tích bình nhiên liệu con này là 62 lít anh em nhé. Đó, đây đây là các cái nước làm mát này, các động cơ này, nước rửa kính này. Đó, đấy đây là cái acquy này, bình acquy khô anh em nhé. Đó, ok, mình sẽ giới thiệu tổng thể cho anh em xem. Đây anh em ơi, mình sẽ giới thiệu về tổng thể lại một chiếc xe cuối cùng này cho anh em xem. Thứ nhất về kích thước tổng thể, con xe này đang dài là 4m48 anh em nhé, rộng là 1m85 và cao 1m60. Đó, chiều dài cơ sở là 2m67, chiều dài cơ sở rất là dài như này thì giúp cho cái khoang nội thất của nó rất là rộng anh em nhé, khoang nội thất rất là rộng luôn. Có chiều dài khoảng sáng gầm xe là 17cm, gầm nó rất là cao luôn anh em ạ. Đó, gầm rất là cao luôn anh em nhé. Ngoài ra thì chiếc xe này đang có những tính năng an toàn như thế nào, mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Thứ nhất là nó có đầy đủ cảm biến lùi, nó có 4 cảm biến mắt, 4 mắt và cảm biến bên sau anh em nhé. Có camera lùi này. Đấy, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc HDAC này, có hệ thống phanh điện tử như nãy anh em tôi đã báo với anh em đấy. Cột điện thông minh thì ok rồi này, hỗ trợ xuống dốc này, và có phanh ABS này, cân bàn điện tử xe này, và hỗ trợ kiểm soát lực kéo này. Đấy, ngoài ra thì có cả chống chói tự động như nãy mình đã báo anh em rồi đúng không. Đấy, túi khí thì bản này là bản có 6 túi khí anh em nhé, có 6 túi khí. Nếu mà chỉ có bản tiêu chuẩn mới là có 2 túi khí thôi, còn tất cả các phiên bản đều 6 túi khí hết. Mà có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử LBD anh em nhé, và có hệ thống chống trộm. Ngoài ra thì các phiên bản này thì đang có những màu gì, nó gồm có màu trắng như anh em mình đang xem đây, có màu bạc này, màu đỏ đô này, màu đen này, màu vàng cát và màu ghi vàng anh em ạ. Có cả màu ghi vàng luôn. Đấy, thì anh em mình sẽ xin phép dừng video tại đây. Thì mình đang còn thiếu sót những cái gì và cần thêm bổ sung thêm cái gì, và anh em có thấy hay hãy like và sub kênh YouTube của mình. Cảm ơn anh em.